Chào quý vị và các bạn, em ra tiếp tục test chất âm của con chép điện Kenwood này cùng với con Emily Brown. Thì quý vị xem khi mà ghép với châu Âu đó, với Emily châu Âu thì chất âm của nó sẽ như thế nào. Thì quý vị lưu ý giúp em là khi mà test chép anh em và em hay gửi hàng á, thì chúng ta gắn vào cho nó đúng quý vị. Có nghĩa là đây, cái tụ này thì anh em một đầu chúng ta sẽ gắn vào cực dương của dây loa, còn đầu còn lại thì sẽ gắn vào cực dương của chép nha quý vị. Còn một cái đầu âm của dây loa thì chúng ta sẽ gắn vào cực âm của chép đây quý vị ha. Rồi tiếng rất hay quý vị, đưa qua âm ly châu Âu tiếng nó quá hay, tơi tả luôn. Tuyệt vời vô cùng. Rồi quý vị hạn chế là có nghĩa là lâu lâu quên chập hai dây loa này vô vô cái chép, nó không qua tụ là nó đứt cái chép luôn nha quý vị. Đó, có nghĩa còn cái tụ này mình gắn cực dương hay cực âm nó có lộn thì nó cũng không sao, nhưng mà khi mà không có gắn cái tụ vô đưa vào một cái là đứt cái chép liền. Hôm trước em có bị trường hợp rồi, chép em thử xong em gửi ra xong rồi các bác gắn vào hình như không có quên gắn tụ vô á, đưa vào cái nó cháy con cái. Các bác gửi về bảo em là gửi hàng đểu cho các bác cháy, như thật sự một đôi chép mấy trăm ngàn, thật sự là em nói chung là nó em cũng test kỹ trước khi gửi quý vị, nó nói chung là cũng không có bao nhiêu tiền, có mấy trăm ngàn à. Thì gửi nhiều khi nó quay ra quay vô nó mất thời gian lắm quý vị, cho nên là quý vị cứ yên tâm đi, em không bao giờ mà gửi một cái gì đó mà không dùng được cho quý vị và các bạn đâu, quý vị có bao nhiêu đâu. Đây em đang test 4 chiếc này là để gửi cho một bác khách nè, đã chuyển khoản rồi nè, bác mua hai đôi của em. Thì em đang test 4 chiếc này để cho gửi cho bác. Đấy, nói chung thì là trước khi đi là mình test kỹ hết tất cả các mặt hàng luôn quý vị nha. Đó, cho nên quý vị và các bạn cứ yên tâm. Mấy cái này chép này thì 780k một đôi. Cái đôi tụ em đang xài đây là em tặng cho quý vị đôi tụ này luôn. Thì về quý vị cứ việc gắn vào cho nó đúng. Tiếng nó nhuyễn rất là hay luôn quý vị. Bao phê. Đấy. Test hết cho quý vị luôn ha. Có nghĩa là tụ này quý vị gắn bên cực dương cực âm nó lộn không sao chứ á, nhưng mà quý vị đừng có mà quên gắn cái tụ vào là nó cháy cái chép đó. Tiếng nó rất là hay nè, em đang gắn cái tụ này bên cực âm luôn nè, rồi bây giờ em gắn qua lại cực dương nè. Nói chung nó quý vị nó không có ảnh hưởng nhiều cho nên là nó cũng không có gây là hư hỏng đó. Còn khi mà quý vị không gắn tụ á thì chắc chắn một điều là chép nó sẽ bị cháy, không phải riêng cái chép này đâu, mấy cái chép còn lại cũng vậy luôn quý vị, chép kèn hay là chép gì cũng vậy, quý vị mà quên gắn, quên đưa phân tần, quên tụ vào thì là bị lụm tiền liền. Nó lỏng, nhìn cho nó chắc quý vị. Tốt nhất là quý vị nên hàng vào luôn ha, lên hàng vào. Và mai mốt anh em còn nếu mà lấy dây luôn thì em sẽ hàng dây luôn ha quý vị, bỏ thêm chút ít tiền mua dây nữa rồi em hàng vô cho quý vị luôn, hàng 1 mét hay 2 mét gì đó, về là chắc ăn luôn ha, về là cắm vào là dùng luôn. Chép tiếng cực kỳ hay mà giá chỉ có 780 thôi quý vị, đợt này em nhập về được cái số lượng nó nhiều nhiều chút cho nên là giá nó tốt quý vị, chứ không thường mấy đôi này nó cũng đắt lắm. Chép điện mà, chép điện ha, Kenwood. Em có tháo một cái cho quý vị đây, quý vị có tháo một cái nè, màng rung của nó rất to nè ha, nguyên luôn ha, hai miếng 500, một miếng trên một miếng dưới nè quý vị, một miếng trên một miếng dưới nè ha. Đó, vì thấy nó đẩy nhau nè, nó đẩy nhau không có thể nào mà để sát được, nhưng mà lật ngược lại thì nó sẽ hút à, ha. Nó đẩy, nói chung là hai cái 500 nó đẩy quay, quay vòng vòng nó cũng đẩy nè, bài này hút nè, đó bài này hút nè, đó bài này đẩy nè, đó
người thấy ha, để ngay nó vào như vậy. Đây là chép điện ha, gồm cấu tạo gồm hai cái miếng 500 và một cái màng rung. Đó, có thể là nhôm, có thể là titanium, nó nằm ở chính giữa này. Đó. Khi mà có cái tín hiệu hay có cái tín hiệu điện chạy qua thì nó sẽ tạo nên cái 500, sẽ tạo nên từ trường và nó sẽ tạo nên rung động của cái màng này và nó tạo ra tiếng chép. Nó rất là hay. Nó khác với cái thạch anh nha, thạch anh thì nó không cần 500 luôn. Đó, chỉ cần một cái miếng thép, cái công nghệ nó làm trong đó. Không cần 500 luôn, nó vẫn kêu quý vị. Đó. Đây có 500, có thạch anh. Hôm trước em có quay cho quý vị xem rồi. Nè, cái miếng thạch anh này quý vị không cần 500, không cần gì hết, chỉ cần dán vô là nó kêu rồi. Và cái thạch anh này thì nó nằm trên những cái lo rẻ tiền nha quý vị. Những cái chép điện thì nó sẽ nằm trên những đó. Tiếng nó rất nhỏ. Thạch anh nó tiếng nó nhỏ. Tiếng nó tầm chừng 2 à, phần 2 phần à. 2 phần so với cái chép điện này thôi ha. Rồi, thì em xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Xin cảm ơn.